Theo nguồn tin chúng tôi có được, vào ngày 6 tháng 3 năm 2014, Sacombank chính thức thông báo đã sáp nhập với Southampton. Đây được xem là bước đầu tiên khi phương án được ngân hàng nhà nước chấp thuận và đại hội cổ đông Sacombank dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 3 thông qua. Ngân hàng sau sáp nhập sẽ giữ tên Sacombank. Theo CEO của Sacombank, đề án sáp nhập sẽ thống nhất giữ toàn bộ nhân sự của cả hai bên. Nếu thương vụ thành công, ngân hàng sau sáp nhập có vốn điều lệ gần 16.500 tỷ đồng và tổng tài sản khoảng 240.000 tỷ đồng. Ngân hàng Việt Nam Thương Tín sau khi sáp nhập sẽ đi theo xu hướng đẩy mạnh hoạt động bán lẻ vốn, hiện là thế mạnh của Sacombank. Đây là thương vụ sáp nhập đình đám nhất sau thương vụ hợp nhất giữa Hambubank với SHB ở Hà Nội và hợp nhất giữa Westernbank với công ty tài chính VPFC vào năm 2012. Sắp tới, không loại trừ khả năng các ngân hàng quốc doanh sẽ tìm kiếm để hợp nhất, sáp nhập một số ngân hàng cổ phần quy mô nhỏ.